Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở đường Hai Bà Trưng. Hôm nay thì được một anh bạn của Kiên, anh mời đi ăn sushi, một trong những món ăn của Nhật Bản nhé. Thì lần đầu tiên Kiên đến đây, Kiên muốn làm một cái video chia sẻ với mọi người cái quán này nhé. Thì cái nhà hàng này có tên là Sushi Bar. Đi đường Hai Bà Trưng thì mình sẽ vào cái con hẻm quý vị ơi. Nó nằm ở số là 179B Hai Bà Trưng nhé. Thì chúng ta sẽ đi đến cái hẻm 179. Thì chúng ta đi vào hẻm khoảng 50m là nó, nhà hàng nó nằm ở phía bên này. Đây, nhà hàng Sushi Bar nhé. Thì ở đây là nhà hàng chuyên về những cái món ăn của Nhật Bản. Nên là Kiên cũng ít ăn những cái món như này, nên là hôm nay muốn đi ăn và chia sẻ mọi người. Rồi, mời cả nhà hãy cùng theo chân Kiên, chúng ta sẽ cùng khám phá cái nhà hàng Sushi Bar này nhé. Nhưng mà đặt rồi đúng không? Anh bạn của Kiên anh đặt bàn trước rồi nhưng mà anh chưa tới. Thì Kiên nhân cái lúc mà đang chờ đợi anh ấy thì mình sẽ đi một vòng, quay cho cả nhà xem cái nhà hàng này nhé. Đây là cái những cái món ăn ở đây này, như là bạch tuộc này, mực sống, mực ống này, hàu Nhật sống này, cá khế, những món ăn ở đây. Ở đây có gà quay này, có gà quay nửa con là 190, nguyên con là 330. Rồi, chúng ta sẽ vào đây nhé. Ở đây thì có cái đầu bếp đang nướng gà đây này. Rồi, chúng ta sẽ đi lên trên lầu nhé quý vị ơi. Đây có cái địa chỉ nằm ngay cái bảng đây. 179B Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3. Ở đây có những món sushi, nhà hàng Sushi Bar, The Sushi Bar nhé. Rồi, cảm ơn em. Sẽ đưa cả nhà đi một vòng ở đây. Đây là cái quầy để mấy cái capolo. Ở đây thì đa số là khách nước ngoài, khách Nhật Bản rất là nhiều. Đây có một cái quầy giống cây ba này, mình có thể ngồi đem nhà ăn này. Ăn là mình uống ở đây luôn. Có rượu, có cái món ăn sushi, mình vừa ngồi mình vừa ăn, mình vừa uống luôn. Ở trong kia là cái gian bếp trong đó nhá quý vị. Chấm dẫn ha. Có rượu vang hay là vang trắng, vang có vàng trắng. Rồi, anh đặt bàn ở trên này à vậy? Đặt cái phòng à? Phòng riêng à? Phòng VIP à? Đây, anh hôm nay Kiên đi với anh bạn Kiên, anh đặt phòng VIP này. Cố nghe đạt trả lời giùm em đi, đoạn cái phòng 2 là lên đủ rồi, không có làm nữa nha. Hello. Vô người trước đi, hay sao? Rồi, mình vô ngồi trước đi, review cái bàn đi. Rồi chờ mấy anh đến. Nói chị là đoạn phòng 2 lên đủ rồi, chả bị không có làm nữa nha em. Đây, quý vị ơi. Có sẵn, người ta dọn sẵn ở đây rồi nhé. Sushi bar. Ở đây là thấy là có một đôi đũa này, một cái chén nhỏ này. Cái này là để hình như là đồ
cầu chua sao ạ, một cái khăn đấy, nhìn rất là lịch sự ha. Để menu này. Ở đây có đồ uống, cái menu đây thì mình uống gì mình uống. Và đặc biệt là mình ngồi ghế thì đây là cái ghế bệt theo cái kiểu phong cách của Nhật Bản. Ừ, cái phong cách này là như giống kiểu mình ngồi nhưng mà mình phải ngồi mà mình như kiểu là mình phải quỳ á, ăn đúng không? Thử xem có năm ở đây không có thế đâu. Đây theo vợ ngồi đúng phong cách Nhật Bản con ạ. Từ nào. Wow. Thử. Nha. Có ở đây có những món gì ạ? Ừ. À, đây này có cái để dưới này này. Cái chân này, cái chân để dưới này. Ở dưới à? Ồ, dưới đây là có cái chỗ để chân dưới này quý vị ơi. Đây, thấy không? Chứ không phải là ngồi. Mình ngồi rất là tiện nhá. Nói chung là lần đầu vào nhà hàng này á. Ở đây có gà nguyên con này. Bao nhiêu một phần? Xem thử cái giá là như thế nào. Nguyên con 190 này, còn nguyên con là 330 này. Là nướng ấy. Đây, quán ăn The Sushi Bar. Thiên Quế. The Sushi Bar. À, The Sushi Bar. Wow. Đây có rất là nhiều món. Giá thì thấy là 50, 35, 168 ngàn, 85, nói chung là giá thì cũng thấy hợp lý này. Có hướng dẫn món ăn luôn này. Rồi làm xong menu này, đánh hết rồi. Đây là cái menu này. Chương trình khách hàng thân thiết. Đây này, có lòng buffet này. À, có buffet trưa này. Buffet trưa này cho. À, trẻ em là 279, còn người lớn là 479. Sashimi. Đây có cá nướng. Cái gì đấy nướng hết đấy. Em không có sành. Đây giờ là cả nhà mình đang đi chợ ở đây cả nhà ơi. Anh Nhiên Hồng chủ kênh máy xây dựng Hồng Nhiên. Có cái nè. Trên này nè. Nhiều món lắm. Biết chỗ nào mà vô. Chút ba vô gọi cho gì. Ở đây nó có món gì mà đừng có sống. Trời đã xíu nhà nó. Cái máy mình có cái cung bò này đang có một món này nha. Mà không có đi kẹp bia nhưng mà bia mình uống là được giảm 50% là. À tức là cung bò này có con gà. Có gà, rồi có khoai tây chiên, có đầy đủ hết đó, tôm, mực, cá. À. Cái gà mày gà thôi. Mà chín hết rồi em? Chín hết anh. À con bò đó được đấy. Bao nhiêu một cái này? Cái cơm bò đó tới 10 món rồi, 63. Nhưng mà bia thì có 16 ly. Bia hả? Dạ, không uống bia thì có thể uống nước ngọt được không? Dạ không. Phải uống bia à? Không thì không uống bia thì đâu có tắm đâu. Chứ là cơm bò này không bao gồm bia. Dạ đúng rồi, nhưng mà bên em đang bia là nó lẽ là 32.000 ly mà giảm thì còn 16 ly. Cái sashimi để em cho coi hình nha. Đây nhiều nước loại nước cuốn. Con bò có con gà. Có cá, có tôm. Có 10 món được không? 10 món. Đâu có gọi gì gọi đi để mình coi thịt lên. Gọi gì gọi. Ồ đây có thì nhiều. Bên em có cái thuyền cũng chịu, với em chịu hai á là đủ loại cá, chẳng không như loại bé. Đây nè. Cái cơm bò này cũng chịu á là
Nhưng mà cá đó, cá sống nha. Cá sống đó, đúng rồi. Còn nếu mà mình không có dùng được thì mình order lẻ em đi. Tại em sợ phí, nhiều khi mình không có dùng được đồ sống nhiều quá. Mình order lẻ em có lẻ. Đúng rồi, gọi lẻ đi. Tại vì mình không có dùng được đồ sống. Đây nè, chị đi đây gọi này. Không, mà chứ chị với anh ăn bằng gì vậy anh ạ? Cái phần của anh cũng lại cái phần anh chứ mà cái phần anh có mình anh ăn phần 800 cũng nhưng mà nó nhiều dữ lắm á, phải nhiều dữ lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Cái là mình dùng cái này đi, cái này cũng có cái combo nhỉ, cái đó này có buồn em ăn sống được đúng không? Được, em thần gì em là động vật động vật ăn sống, động vật ăn thịt sống, cái đó là ít. Hay là lấy cái con bò 800 đi. Đúng rồi, cũng được. Dạ. Em đây có cái phần nào có cơm không? Có cơm hả? Dạ bên em có dạng như cơm mà phần của nó 5 chén á, cơm Nhật á, cơm gạo Nhật á. Là nó là hàng xếp tay nha rồi. Cơm mà xách tay đó hả? Từng cơm xách tay qua đây chứ. Combo cái sashimi, cái này thuyền, cái này bao nhiêu một cái này nhỉ? Cái này nãy là gọi nhiều 800. 800 một thuyền này đúng không? Bao gồm bao nhiêu món ta? Nhiều lắm, chắc cũng mười mấy món. 1 loại cá, 2 loại cá. Cá này. 3 loại cá, 4 loại cá. Cá gì em? Dạ, cá là cá bún bún. Cá bún bún. Cá này. Cá đó xà lông. Cá đuôi. Cá đuôi vàng, mực, bạch tuộc, cá sa ba ngâm chấm. Với lại cá hồi, cá chích ép trứng, trứng cá hồi. Hay quá. Cá hồi, trứng cá hồi này. Chích cá hồi là con gấu nó hay ăn. Đúng rồi, gấu hay ăn, cá hồi nó nhảy lên đó. Cá hồi nhảy lên nó chụp. Trời ơi, con ăn được không? Con ăn được thì con ăn được. Giờ hôm nay mình đóng là con gấu đi. Cơm bên này nè chị. Thăm một ít gừng này nữa cho bé. Một dĩa nữa. Một dĩa nữa. Kamtamisa. Còn món đồ chứ. Ilasamise. Căng dữ ha. Đây sushi đây ha. Sushi đây. Xe sushi. Cho em nước chấm mẹ chan cho. Rồi cái món này là gì? Cái này là để ăn kèm chung hả? Cái món ăn gia vị. Gia gà salad. Giống nhau hả? Giống nhau, giống nhau, sao gọi tới 2 phần lận? Giờ cho cả nhà cùng ăn. Ủa, có kẹo luôn. Rồi. Nếu vậy thì mình ăn cá sống được không? Để ăn cá được, ăn năm. Mày ăn nửa cá hồi nữa thôi. Để ăn cá là năm lý nè, nửa sống không nè. Ăn cá, mực, tôm gì, ăn sống này ăn đi. Anh gọi những cái món gì để cái này nó không biết là món gì á. Đây cơm cuộn này. Cuộn này. Cái này là nó là chiên sơ rồi đúng không ta? Gì nhỉ? Cái này nó nồng hơn. Cái này đồ chín mà. Dạ, này đồ chín. Đã bông. Cái này nè. Ừ, dạ. Cái này thử cái này tí nữa. Nó bỏ thêm. Để em phát chai vô đây nè. Ăn cá đúng không? Mở thử cái món đúng không? Có đồ sống đi, cho ăn đâu luôn đi. Cái này nó có bồ tạc chưa? Có rồi thầy. Có nhưng mà nó hết thầy. Bồ tạc này không có cái lắm. Bồ tạc nhiều quá. Ngon. Cái gì không? Cái trứng này ngon là gì? Cá ngon. Trứng gì? Cá hồi á. Cá này ngon không? Trứng cá gì đấy? Trứng này nó là trứng sống rồi. Sống hết. Sống hết không có gì trứng. Đây nó miếng hả? Ồ đây trứng cá gì đây nè? Trứng cá hồi này. Không phải. Không phải đâu, cá hồi hết. Cá này nó là cá chích. À, trứng cá chích hả? Lần đầu tiên ăn trứng cá chích sống hả? Ăn nó sực. Nhập cho nó thích ăn cá sống rồi. Cái này. Nó không có bồ tạc hả? Có bồ tạc không? Qua sao vậy thầy còn không có thầy cái này nè. Cái này cho nó nằm. Cái này nó không có cảm giác. Ừ, ăn nó mới có cảm giác vô mốt. Cái này không có cảm giác. Ừ, ăn nó mới có cảm giác vô mốt. Ồ,
Ồ, cái đó cái này có cảm giác là mày là cho mấy miếng gừng nữa. Nhớ nào đó thằng kia nó ăn nó nhấn vô cái nó ngồi nó em ngồi em anh đâu đó ăn gì vậy ta? Nhấn bát luôn á. Cay chưa hay là chậm miếng nữa? Wow, hấp tánh quá. Chưa cay nữa. Hơi mặn á, cái này hơi mặn á, nó không phải nó ngọt. Uống chiên ngọt lắm. Bình thường quá. Có bỏ gì đâu, không bình thường vậy. Quên trà nóng, cái này giống như trà gạo rang này. Mà có bắp chao, nó màu xanh. Bà mới ăn vô thở không nổi luôn. Đúng rồi. Chặt lên nổi liền á là. Cái này vẫn chưa đã được. Bảo qua 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 nhìn có cầm nón đầy không? Có em cầm cái gì. Ngon cái sống ngon. Ngon quá. Ngon là thầy, ngon thầy. Ngon em mới ăn trứng cá. Thầy ăn cá hồi béo. Trứng cá à, cho mình miếng trứng cá. Trứng cá rồi. Ôi, làm gì trứng cá đó? Cái đó trứng cá vậy. Cái này là trứng cá nè. Cái này là cá trứng thì nó cũng có trứng anh nó cũng sạch sạch mà vậy. Cái đó là cá chết. Ngắt ra đi. Không, cái này thì anh thấy đi. Ồ. Cái đó là cá chết. Cá chết, trứng cá chết. Cá chết. Cá chết. Dạ. Chứ không nhưng mà là chết. Nóng rồi. Anh nó sần sập đúng rồi. Ngâm nó trong đây. Ăn cái trứng. Này em đang bắt chanh vô. Bắt chanh vô chua chua. Cho nó chín. Chua là chín luôn. Đó. Đó. Mày biết đâu kìa bác hết. Chua ăn không nổi. Chua ăn không ngon. Rồi em xin gửi. Bỏ vô nhiều nhiều sao qua sao bị xíu rồi. Đây mình có đồ dầu chín rồi. Em có cái món gì mà nó không có rong biển không? Không có gì ạ. Rong biển không có cút rong biển á. Dạ để lấy menu chờ. Menu có menu rồi mà anh đọc anh không hiểu. Cái này là đầu cá cam nướng muối ớt nè. Đây quý vị ơi, đầu cá cam nướng muối ớt. Em vô đi gọi món luôn rồi em ơi. Ủa còn món gì nữa không nhỉ? Còn gì? Còn này tôi một cái cọc với combo một món chính nữa mà. Mười món đồ nướng á. Cá nướng, gà nướng rồi có làm cái gì đó bạn nói nhiều lắm. Tôm nữa. Nhưng mà cái combo đó nó nhiều lắm. Tôm ăn cá. Cái này là mực sống á. Đúng rồi, mực sống. Không, mình phải thử cho nó biết chứ. Ngon đây, nhất là thử cái này ngon à. Nhất thầy miếng coi bạc, cái nào sao. Cá nó, trứng cá nó luôn. Cái này không có cái muỗng nhỏ, không mốt này rắc cũng rớt á. Cái muỗng nó đi. Bây giờ mỗi nhật là ăn cá sống rồi nè. Hả? Này, ăn cá hồi. Ăn trứng cá hồi nè. Cái trứng này là cái này là trứng cá hả? Trứng cá hồi là trứng cá hồi. Trứng cá hồi là con gấu nó hay chặn đường nó ăn trứng cá hồi. Đây là nước tương bột tạt nè. Ở đây con cá này là cá gì ta? Cá cam. Cá cam đầu cá cam nướng. À cái con cá này như nãy mình mới thấy nó đang nướng dưới nè. Bây giờ nó chạy lên đây nhanh quá. Đây là cái trứng cá hồi rồi quý vị ơi. Trong con bò hả? Trứng cá hồi hấp dẫn không? À, cái con gà này nãy mình cũng mới thấy nó đang là bị quay ở dưới này. Ăn rất là nhiều đạn. Đúng rồi, nó bay nhanh quá. Gà này gọi là gà gì? Huli. Gà Huli đúng không? Ừ, đúng rồi, nãy mới thấy đọc cái tên gà Huli nè. Gà Việt Nam thầy ơi. Hấp dẫn ha. Đây mình bỏ cái trứng cá hồi lên trên cái miếng cơm này, sushi này. Đâu mình ăn nha. Dạ, em có những cái cuốn này là không có cuốn rong biển à. Em đọc thử đi. Dạ rồi. Một là em có là cái cá ngừ với lại sốt mayo với bơ á. Rồi ok, cái đó đi. Cái tamago. Cũng là youtuber mấy trăm ngàn sub hết rồi đó. Tới này chứ lại giảm giá.
Trời ơi. Em đứng lên đó, em chụp nó. Em vào kênh của anh đi em xem. Không phải đi đường có thể. Đấy có phải Kiên không? À, anh là đi review đó. Mới nói là nếu như người ta bún. Ủa ba gọi thêm gì vậy ba? Cái hồi thứ hai là cá hồi với lại con tương ớt với lại con mai thăng bớt xanh. Mình có cá rồi đúng không? Cá hồi mình có rồi đúng không? Dạ, cá hồi. Với lại phần thứ ba là cái này là dùng cho ăn chay ạ, là rau củ với lại sốt miso. Em thấy cái này hơi khó ăn. Đầu cá cam nướng miếu. Dạ. Với lại phần tiếp theo là em có cái cá sa ba nướng ạ. Cái cá sa ba nướng sushi. Công nghệ mới. Con tính chỉ như cái này đó, con tự gọi đi. Ê, con ăn thêm cái gì nữa không? Cô ăn cái gì thì con gọi. Cái này là tôm combo, combo là bao gồm bao nhiêu món gì em? Dạ có tôm, mực, cá, cá chấm, cá bún đục. Cái cá này thì mình chấm với cái gì em? Để lấy sốt nha. Nếu mà có mùi tạp nào mà nó cay luôn em. Để đúng rồi, cái sốt đó chấm gà với chấm gan gà rồi nha. Còn cái đồ chiên tem đó, để em lấy cái bò đồ nước chấm tem. Anh Phú ơi, cho em. Ừ, cá sực sực ngon quá. Cá à. Mình với cá này sẽ chấm với cái gì? Cá này chấm với cái gì ta? Cái em tôi đẹp chứ. Ở tôi kêu tôi xấu là tôi sao cố gắng. Cá này nè. Cá cam à. Cá cam ngon quá. Ủa khoai tây chiên của con nè, con ăn chưa? Dạ con có rồi. Dạ, béo quá, cá béo quá ha. Ngon không? Mấy cái này chưa có được chấm. Chừng ăn rồi. Này là tôm à. Dạ đúng rồi, mấy đó chưa được. Ủa ngoài đó chưa ai ăn món này nè. Dạ này là tôm, tôm chiên bột rồi nha. Em công nghệ mới nè. Thời sáng tạo đi. Thời sáng tạo đi. Công nghệ mới. Sáng tạo. thấy radio chưa? Anh lắp lên đây cả. Mình xài công nghệ hiện có. Đây là công nghệ tự chế. Cái này mua đâu cho HD đó hả? HD thầy. Ừ. HD có nhiều công nghệ. Yeah.